cái gì? Mười sáu đi, anh định về quê cô Đào á? Ừ, mà em bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh thôi đi. Để như nữa nghĩ thì lành làm gạo vợ làm muối, tôi không tin anh nữa. Đó đang là anh có ý đồ với cô ta mà, là người lừa tôi. Khổ quá, không có lừa lọc gì ở đây cả. Em đúng là người hùng. Bây giờ anh mới hiểu câu nhà văn cũng là chiến sĩ, ngòi bút chính là vũ khí. Cảm ơn em. Thôi, đừng có mà tung em lên mây nữa, đến lúc lại không xuống được đâu. Anh nói thật lòng mà. Nếu không nhờ bài báo của em thì giờ này có khi anh ra khỏi ngành rồi cũng nên. Em vừa cứu anh bàn thua trông thấy đấy. Thế thì bữa ăn hôm nay có đạm bạc quá không nhỉ? Thế thì đáng lẽ là phải có tôm hùm này, rồi vi cá mập báo ngư các kiểu chứ. Khoan, ôi, con, trời ơi, con đi đâu? Từ sáng đến giờ, nó đi đâu? Thôi đi. Cháu nó về được đến nhà như thế này là may mắn lắm rồi, con phải nhẹ nhàng với nó chứ. Con ơi, con có làm sao không? Để bà xem nào. Hay là được nuông chiều quá Nam Hư, hả? Hôm nay con đã đi đâu? Con đi đâu? Đi đâu hả? Con thôi đi. Trẻ con nó có hư hỗn gì, một phần cũng là do người lớn. Con thử xem, con đi sáng ngày tối đêm, con dành được cho nó bao nhiêu thời gian? Khoan, con đi đâu vậy hả? Đấy, anh dạy con anh đi, em chịu.